Rồi, nay chúng ta sẽ tiếp tục tựa game quản lý quán net, hay còn gọi là quản lý quán net. Ừ, nó không có tên khác đâu. Đây, nếu mọi người chưa biết thì đây, ở nhà tôi có một bình gọi là bình vape đây. Ở đây rồi, khách, có khách. Vào ngồi đi anh. Vào ngồi đi anh, cứ để em. Ơ sao cái máy đây nó lại. Ơ kìa. Chết rồi. Chết rồi, nhấc máy anh đi đây, anh ấy không ngồi rồi. Ơ xịt cái, hơi mùi. Ok, hết bố rồi. Úi dồi ôi, sao máy có làm gì cũng cháy. Ôi dồi ôi, hết cả ấy rồi. Hết. Đây anh ngồi đi. Kiếm cái bình xịt. Ra cửa hàng sẽ có bình xịt không? Anh ơi, xin cái bình xịt. Không đủ tiền. Em cảm ơn. À vâng. Rồi lại còn cái thằng kia nó còn quỳ tiền tôi mới sợ chứ. Quỳ đâu, thích quỳ đâu. 24 đồng. Rồi, có tiền rồi. Rồi, nào đối xí đây. Phải đi lau nhà một tí cho sạch em ạ. Lau nhà một tí. Anh cần lau không anh? Em lau cho. Sạch anh nhá, sạch chưa? Ơ cứ ngồi im anh làm gì đâu. Chết rồi, lau nhầm mặt khách hơi bực. À, anh này là chơi thêm một tiếng nữa. Được anh. Ngồi đi anh. Em bảo ngồi đi chứ không phải chạy. Anh ơi. Ui. Này thì còn làm lụng cái gì nữa. Làm quán net thì cứ khổ quá. Đi đánh cho thằng trộm lấy lại tí tiền thì bị đánh bom chết ạ. Đánh bom vỡ quán thì bọn nó cứ thông đồng nhau để làm hại tôi đây. Anh này xem ra hơi lâu nhá. Anh này được phết ra khá lâu nhá. Rồi, vừa nói xong anh đứng dậy rồi. Ra rồi. Bởi tôi đã mua cái tip box nhá. Tôi mua tip box. Đây. Rồi. Tip cho em đi anh. Tip đi. Không tip à? Ok, 9 đô. À đây, có tip. Có tip anh em ơi. Có tip. Ờ thôi rồi. Niềm vui chưa được 3 giây. Ủa chị này trông hơi đầm bốc nhá. Anh này vừa vào quán, chị xinh như thế kia ngồi cạnh thì anh lại vào anh ngồi xem cái gì đây. Ơ kìa. Chị ơi, xinh như thế này mà tại sao lại quỳ tiền? Có 9 đô quỳ thế nào? Có tiền tập gym mà lại không có tiền trả tiền net. Úi dồi ôi, giàu rồi. Đâu để đi thuê nhân viên nào. Grow. Rồi. Ui cái gì đấy? Bảo vệ gắt quá. Bảo vệ cái gì đây? Bảo vệ đấy hơi gắt nhá. Bảo vệ đấy thì cầm cả Thompson bắn khách này. Ôi. Ông Trump vào chơi điện tử. Vâng. Tôi có tổng thống vào chơi điện tử anh em ơi. Ông Trump vào ngồi cốt ạ. Ui ôi. Ngồi làm cái gì chính phủ cái thứ gì đây? Xong bên cạnh thì có anh đang ngồi xem hen. Xong ông Trump bên cạnh đúng kiểu vậy, ngồi làm công việc đất nước. Anh bên cạnh đúng kiểu mặc kệ đời. Tao quay tay. 87 độ đâu ông Trump? Ông Trump không quỵt đâu. Bao tiền không? Sao Trump lại 50 đô không bằng cái thằng ngồi quay tay thế nào? Hay là để tôi mua cái con này đi, để mua con này. Đây, mua con này này. Mắt cọt. Đấy. Mình sẽ có một con mắt cọt nhảy ở ngoài. À, đây. Trông nhìn mặt nghiện nặng. Bố mày có bằng nghiện rồi, nói chứng chỉ nghiện rồi mày.
đừng mua đấy. Rồi, lên, lên. Đấy, anh kia quỳ tiền đấy, quỳ tiền đấy, quỳ này, quỳ này, quỳ của chúng tôi này. Rồi, anh này đưa tiền phát nào. Anh chắc chưa? Anh có chắc là anh muốn đi về không? Úi dồi ôi, hai anh em ngồi ngồi xem hen cạnh nhau, xong rồi được thêm một quả ông ma thì ngồi chơi CSGO. Ờ, anh còn lại thì ngồi cốt. Quán net rất bố đời. Ôi, 1 giờ rồi, 1 giờ rồi, 1 giờ rồi. Đóng quán thôi, mày chơi đây thôi.